Ăn thôi, ăn thôi. Giờ này là ở trời giờ này 10 giờ tối rồi. Ăn dưa hấu. Có rồi kìa. Cá hồi tiêu. Ngon quá. Cá kho tiêu ngon lắm. Như hấu với cá hồi tiêu. Tiện cho đứa miếng.
ngon quá. Ăn nhiều trời, ăn nhiều được rồi. Bỏ cái tính hừ đó nha, liếm xong rồi cho em liếm. Tính này kỳ cục rồi, nghe không? Nghe không? Không có hừ, nghe không? Hừ ở đây, đấm qua đây. Ra đấm lâu quá không có quay nhở, lâu quá không có quay đốm đốm ha. Cố qua mẹ con sống khỏe đẹp gái gái cưng của mẹ nè. Làm xấu rồi, đốm làm xấu rồi, lấy cái tay làm xấu cho mẹ coi. Đốm cho nghiệp thương ạ. Bé lũng. Bé đụng á, cái mỏ con chuột nè, nè nhìn mỏ con chuột, thấy không? Nè, nhìn cái mỏ con chuột à, đụng á, bé đụng á, cái mỏ con chuột nè, cái đây là hai con mắt con chuột nè, bé đụng con nín môi lại coi, bé đụng bé đầy bé lớn rồi nè, cần không? Quá cái mặt hay quá cần rồi. Mùng 8 tháng 3 sinh nhật cái mẹ nè, bé lùng con ơi, mẹ thương mẹ thương con lắm, con hát đi con à, con cứ múa đi con. Mùng 8 tháng 3, mùng 8 tháng 3, bé lũng mà thấy mẹ nhè, mẹ hát con nghe, sinh nhật cái mẹ đó. 8 tháng 3, sinh nhật cái mẹ nè, bé lũng con à, con có thấy vui không? 8 tháng 3, 8 tháng 3, 8 tháng 3. Phiếu rồi, chút phiếu nữa. 8 tháng 3 sinh nhật mẹ nè, bé lũng con ơi, thương mà mẹ không, mẹ thương khi mà con đắm, hát múa thì con, mẹ thương con nhiều. Con ơi con à, con hát đi con. Mẹ hai cái tay chắp lại giống mẹ coi, thì dảnh dảnh cho mày điệu quá. Cái mỏ con chuột. Thấy cái mỏ con chuột không? Thấy cái mỏ con chuột không? Cái con này nó đốm. Cái mỏ nó thành chuột, cái đầu con chuột nè, thấy không? Đó, cái mỏ con chuột nè, thấy không? Cái miệng con chuột nè, cái mũi con chuột nè. Đó, hai cái chấu đen là hai con mắt con chuột á. Thấy không?